những bộ cánh thảm họa tại MTV 2022. Nữ ca sĩ người Mỹ Bip Zexer, người đẹp Elizabeth Verzaler, diện trang phục được đánh giá xấu tệ khi đến dự lễ trao giải MTV Europe Music, viết tắt MTV 2022. Trang Daily Mail ngày 14 tháng 11 đăng tải hình ảnh Bip Zexer trong trang phục nhung xanh bó sát có thiết kế kỳ quái với hai mảnh ghép hình chiếc lá hơi trừ tượng bao quanh. Trang phục chỉ tạo được chú ý nhưng không làm nổi bật vẻ đẹp hình thể của Mip sơ. Nữ ca sĩ nòa diện trang phục có họa tiết cani web phủ đầy. Những hình ảnh này mang đến cho trang phục sự kỳ dị, thảm họa hơn là đẹp. Elizabeth Verza lơ diện trang phục hồng, cắt xẻ táo bạo, dườm ra một cách không cần thiết. Bé cơ đớt ly gây sốc với trang phục bó sát để lộ vóc dáng không được thon thả của cô. Trang phục khiến người đẹp này để lộ toàn bộ khuyết điểm. Ngoài ra, góp mặt trong danh sách mặc xấu còn có Nina Chuber Lo da Tại MTV 2022, nữ ca sĩ Taylor Swift đã thắng lớn với bốn giải thưởng quan trọng.